Trời Phật bảo hộ, vận số phú quý, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nữ mạng, vận số cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, giàu nhanh chóng mặt, mua nhà, mua đất, mua xe trong năm Giáp Thìn 2024. Hoan hỷ chào đón quý tín chủ tuổi Đinh Tỵ đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã bất ngờ tiết lộ rằng quý tinh chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nữ mệnh, là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn trong năm này. Được trời Phật thương tình, các tinh cao chiếu mà ăn nên làm ra vận số cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vũ bão, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhất chật kép trong năm Giáp Thìn 2024. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, làm sao để thay đen đổi đỏ thì ngay sau đây xin mời quý tín chủ tuổi Đinh Tỵ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 là 48 tuổi âm lịch và 47 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can, thiên can của người tuổi này là Đinh, thuộc ngũ hành Hỏa, gặp thiên can Giáp của năm 2024 thuộc ngũ hành Mộc, là chủ về bình hòa. Tử vi 2024, Đinh Tỵ nữ mạng cho biết công việc làm ăn, kinh doanh trong năm ở mức bình thường, khó có dấu hiệu khởi sắc như mong muốn. Xét về ngũ hành của thiên can, ngũ hành của thiên can năm tương sinh cho ngũ hành Hỏa thiên can của tuổi, dự báo có tin vui tới về nơi ăn chốn ở, cùng với đó công việc cũng có tin vui. Xét về địa chi, người tuổi này có địa chi là Tỵ, hành Hỏa, gặp năm địa chi Thìn, hành Thổ, là quan hệ địa chi bình hòa. Trong năm Giáp Thìn, người tuổi này công việc làm ăn, kinh doanh đều ở mức bình thường. Xét tử vi tuổi Tỵ 1977 năm 2024, nữ mạng thấy gia đạo có sự hòa thuận và chủ về chuyện vui đưa tới. Về ngũ hành địa chi của tuổi tương sinh cho ngũ hành địa chi của năm, vì thế bản mệnh năm này có sự tính toán, công việc cũng có thể có dự định thay đổi theo chiều hướng tốt hơn so với năm cũ. Xét về ngũ hành, xem tử vi nữ mạng tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, năm 2024 cho thấy người tuổi này bản mệnh Thổ, gặp năm Giáp Thìn 2024 có ngũ hành Hỏa, có quan hệ là tương sinh, rất tốt. Chủ mệnh trong năm có cuộc sống vui may và nhiều tin mừng đưa tới. Việc mưu cầu danh vọng cũng được lợi và nếu có dự định đầu tư, xuất tiền, tiến hành trong năm đều thuận lợi và đạt nhiều thành tựu như ý. Trong năm 2024, xuất hành đi xa bản thân người tuổi này gặp nhiều may mắn nhờ được sự giúp đỡ của quý nhân. Xét về cung phi, người tuổi này có cung phi Khảm thuộc ngũ hành Thủy, tương ứng khí thiên y với cung phi Trấn thuộc ngũ hành Mộc của năm Giáp Thìn. Dự báo nữ mệnh Đinh Tỵ trong năm, mọi bệnh tật được tiêu trừ nên khỏe mạnh. Tiền tài kiếm ra được, hưng vượng hơn trước, có vận quý nhân phù trợ nên công việc có sự đổi mới. Về ngũ hành cung phi của năm Giáp Thìn 2024 hành Mộc, gặp cung phi tuổi Thủy là quan hệ tương sinh, nên người tuổi này dễ mưu cầu như ý cho các dự định. Xét về tứ trụ, thiên bại, địa hòa, chủ về trong năm nay, nữ mạng tuổi Đinh Tỵ phải lưu ý sức khỏe của người thân hơn. Vận niên năm 2024, quý cô tuổi Đinh Tỵ năm này gặp vận niên hổ nhập nội, nghĩa là hổ trở về đồng bằng, sa mạc, là nơi ít mồi, có mồi thì mồi không ngon, ám chỉ công việc có thời điểm gặp khó khăn, ít được giúp đỡ, quý cô cũng nên biết chờ thời thế sẽ tốt hơn. Mối quan hệ giữa thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ cho thấy, quý cô tuổi Đinh Tỵ bước sang năm Giáp Thìn 2024 có vận trình tương đối thuận lợi, đón khá nhiều cơ hội, tuy nhiên cần đề phòng tiểu nhân quấy phá. Số có quý nhân, có may mắn,
nhưng cũng phải nỗ lực nhiều mới đạt được điều mình mong muốn. Tiền bạc đủ chi đủ tiêu, khó khăn sẽ có người giúp đỡ kịp thời. Sao chiếu mệnh. Trong năm 2024, quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, sự nghiệp thăng tiến, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Với bản chất là phúc tinh, nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Nếu phụ nữ mang thai gặp năm có sao Mộc Đức chiếu, thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán. Vận hạn năm 2024, quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, gặp hạn Tam Kheo. Hạn Tam Kheo là hạn xấu, chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân, vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô xát mà gây ra chấn thương. Ngoài ra cũng cần đề phòng các chấn thương ngoại khoa. Xét về phương diện sự nghiệp của quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý cô tuổi Đinh Tỵ, trong năm 2024, có vận trình sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Quý cô với khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, quý cô càng lạc quan thì sự nghiệp càng phát triển trong năm nay. Đặc biệt, trong năm này, quý cô tuổi Đinh Tỵ có được sự tác động tích cực của sao Mộc Đức chiếu mệnh, sẽ giúp cho quý cô gặp được nhiều may mắn, dễ được thăng quan tiến chức, gặp quý nhân giúp đỡ, gặt hái được nhiều thành công, công danh, sự nghiệp có sự phát triển theo chiều hướng mở mang, tốt đẹp. Năm này, quý cô cũng gặp được các sao tốt như Thanh Long, Thiên Phúc, quý cô càng chăm chỉ, càng dễ gặp được người tốt chỉ bảo, con đường sự nghiệp, dễ thăng quan tiến chức, trong năm cũng dễ gặp được bạn tốt, kết giao với bạn mới, mở ra nhiều cơ hội về hợp tác làm ăn và gặt hái được nhiều thành tích cao. Ngoài ra quý cô tuổi Đinh Tỵ sẽ có nhiều cơ hội về nghề nghiệp trong năm này, quý cô không ngừng phấn đấu, nỗ lực, chỉ cần quyết tâm thì khó khăn nào cũng vượt qua, khúc mắc nào cũng được giải quyết, quý cô cũng sẽ có nhiều cơ hội tốt để thăng quan tiến chức và tài lộc. Với những ai có ý định khởi nghiệp trong năm này, mặc dù khởi sự ban đầu có gặp chút khó khăn, nhưng tới đâu cũng có quý nhân phù trợ, vì thế mà đi tới kết quả cuối cùng là cát lợi. Nếu quý cô khởi nghiệp về kinh doanh, buôn bán, nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ, thăm dò thị trường một thời gian, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm này, chậm nhưng chắc chắn, sẽ mang lại hiệu quả cao cho quý cô. Nhìn chung, trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Đinh Tỵ, nếu biết tận dụng thời điểm cũng như thời cơ tốt để tiến hành những dự định công việc đã ấp ủ, thì có thể đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Nếu muốn có được sự đột phá, thì quý cô phải quyết tâm, nỗ lực hơn gấp nhiều lần, đức năng thắng số, kiên trì thì sớm muộn gì cũng đến đích. Tuy nhiên, trong năm này, quý cô tuổi Đinh Tỵ cũng không nên quá tự phụ, kiêu ngạo, hãy khiêm tốn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn cho sự phát triển trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc của quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, đối với quý cô tuổi Đinh Tỵ, có sự nghiệp thăng tiến, về cơ bản ít bị tác động bởi các hung tinh. Dù có nhiều các tinh trợ mệnh, nhưng chủ yếu quý cô cần phải tự thân cố gắng để đạt được nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp. Điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc của quý cô được khởi sắc, khéo theo thu nhập được cải thiện, tài lộc dồi dào hơn nữa. Tài lộc của quý cô tuổi Đinh Tỵ trong năm này do sự nghiệp thúc đẩy, nên quý cô có nguồn thu nhập ổn định. Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính, công việc nghề tay trái hay công việc làm thêm cũng có nhưng không nhiều. Những người làm nghề kinh doanh, buôn bán cũng rất tốt, buôn bán có bạn có bè hòa hợp, hợp tác đôi bên cùng có lợi, hạng mục đầu tư hanh thông, lợi nhuận dồi dào, có số được quý nhân phù trợ. Khó khăn cũng được tháo gỡ nhanh chóng, quý cô có thể mở rộng thị trường và phấn đấu để tăng thu nhập tổng thể. Điều này sẽ giúp cho quý cô có một năm tài lộc thu về như ý. Nhưng quý cô cũng chớ nên tham lam, mạo hiểm đầu tư tiền bạc ở các lĩnh vực mình chưa hiểu biết nhiều, tránh tình trạng tiền bạc đội nón ra đi. Trong năm này, quý cô tuổi Đinh Tỵ, dù kiếm được khá nhiều tiền bạc, nhưng vẫn phải chăm lo cho cuộc sống gia đình và chi tiêu cho những việc phát sinh khác. Quý cô cũng nên lập kế hoạch quản lý về tài chính, chi tiêu hợp lý để bảo toàn tài sản cá nhân không bị thất thoát. Ở độ tuổi trung niên, quý cô nên biết ổn định sẽ tốt hơn, cần tính toán kỹ càng cho các bước đi khôn ngoan, vững vàng trong chuyện làm ăn mới là sự lựa chọn đúng đắn. Khoảng thời gian đầu năm, dễ hao tốn tiền của,
do sự ảnh hưởng của hung tinh, nhưng cuối năm làm ăn được thuận lợi hơn, tài lộc được cải thiện đáng kể. Xét về phương diện tình cảm của quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình tình cảm của quý cô tuổi Đinh Tỵ sẽ đón nhiều tin vui, tình cảm, nhân duyên tốt đẹp. Gia đạo êm ấm, hôn nhân hòa hợp giúp tinh thần của quý cô luôn thoải mái và tích cực. Tuy nhiên, trong cuộc sống hôn nhân, gia đình cũng có lúc khó tránh khỏi một số xích mích, mâu thuẫn giữa vợ và chồng. Nhưng chỉ cần cả hai bên biết nhường nhịn, yêu thương nhau và chủ động ngồi xuống chia sẻ, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Đối với những quý cô đang độc thân, vẫn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, kết giao với nhiều người khác phái. Quý cô là người tài năng, sắc sảo, thông minh, lanh lợi. Nếu tìm được người mà mình yêu, thì đừng ngại chủ động theo đuổi đối phương, cơ hội nên duyên đôi lứa cũng rất khả quan. Xét về phương diện sức khỏe của quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Giáp Thìn 2024. Theo tử vi cho thấy, quý cô tuổi Đinh Tỵ, trong năm Giáp Thìn 2024 thì sức khỏe đang có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng. Sự tác động của hạn tam kheo làm cho sức khỏe của quý cô tuổi Đinh Tỵ gặp nhiều sự cố liên quan trực tiếp tới mắt, tay chân, thị lực suy giảm, xương khớp, tay chân bị thương tích do té ngã, xô xát, dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không, địa phá, quý cô có dấu hiệu lao lực, cơ thể thường cảm thấy mệt mỏi, thể lực suy giảm, thiếu hăng hái trong cuộc sống, quý cô cần phải cẩn thận hơn, đừng để sao hung tinh này gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân. Quý cô cũng dễ gặp phải các vấn đề do khí huyết kém lưu thông, hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu, chú ý khi sử dụng các vật sắc nhọn như dao kéo, kẻo tự gây thương tổn cho bản thân. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Đinh Tỵ nên ý thức được rằng không nên làm việc quá lao lực để rồi đổ bệnh lúc nào không hay. Dù sự nghiệp quan trọng nhưng sức khỏe vẫn cần được ưu tiên đặt lên trên hết, cần phải có sự quan tâm đặc biệt, không nên chủ quan khinh suất. Nên có chế độ dinh dưỡng cân bằng, thường xuyên rèn luyện sức khỏe, có chế độ sinh hoạt phù hợp, đồng thời loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và giữ một tâm thế lạc quan, yêu đời. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi Đinh Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt cho quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của quý cô tuổi Đinh Tỵ hợp với giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Quý cô cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Đinh Tỵ gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Đinh Tỵ xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết dương lịch, Chủ Nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô, xuất hành theo hướng Tây Nam.
để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm, xuất hành theo hướng chính đông. Để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Xông Đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Đinh Tỵ. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Xông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi Xông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 2009, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Giáp Thìn 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế không. Tam Tai năm 2024. Quý cô tuổi Đinh Tỵ gặp Tam Tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu. Năm này là năm Thìn, quý cô không phạm đại kỵ Tam Tai. Kim Lâu năm 2024. Quý cô tuổi Đinh Tỵ phạm Kim Lâu thê. Nếu gia chủ làm nhà sẽ mang tai họa tới chồng và chính bản thân mình. Nếu gia chủ là người độc thân thì không sợ Kim Lâu thê. Hạn Hoang Ốc năm 2024. Quý cô tuổi Đinh Tỵ trong năm này sẽ phạm Hoang Ốc, Lục Hoang Ốc, đây cũng là một cung xấu. Xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ không thành, công danh sự nghiệp, bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Thái Tuế năm 2024, quý cô không phạm Thái Tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, cần đặc biệt chú ý tới hạn Tam Kheo và sao Mộc Đức chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Tam Kheo đối với quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Tam Kheo là hạn chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Người gặp phải hạn Tam Kheo có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân, vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô xát mà gây ra chấn thương. Về sức khỏe, người gặp hạn này cần lưu ý chứng bệnh về phong thấp, các thương tích liên quan tới tay chân. Về đời sống, để tránh những thương tích thì tốt hơn hết cũng không nên có mặt ở nơi đông người, tránh các xích mích, hiềm khích xảy ra. Có 3 điều cần biết để vượt qua hạn Tam Kheo đối với quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Thứ nhất, hạn chế đến những nơi đông người, cố gắng nhẫn nhịn trước tất cả mọi việc. Khi có xảy ra chuyện không may, cần suy nghĩ kỹ lưỡng, không để bị những người khác khiêu khích. Thứ hai, gia chủ nên học cách nhẫn nhịn, tìm hướng giải quyết một cách thấu đáo, làm việc chân chính, không toan tính điều xấu. Đặc biệt, nếu làm cơ khí lúc nào cũng phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận để hạn chế tai nạn lao động. Thứ ba, cần chú ý ăn nói trong giao tiếp hàng ngày và tìm hiểu các mối quan hệ trước khi thân thiết, yêu đương. Bên cạnh đó, hãy giữ cho tâm luôn hướng thiện, làm nhiều việc tốt. Quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Giáp Thìn 2024, cũng cần chú ý đến sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức chiếu mạng sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc, được thăng quan tiến chức, gặp quý nhân giúp đỡ, hôn nhân hòa hợp. Công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Nếu phụ nữ mang thai gặp năm có sao Mộc Đức chiếu thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Mộc Đức là phúc tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn,
mong muốn tránh được rủi ro để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng sao Mộc Đức vào ngày 25 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 25 tháng 1 âm lịch, vì ngày này là ngày sao Mộc Đức giáng hạ. Đặt hương án về phía chính đông, bài trí 20 cây đèn cầy theo hình đồ của sao. Vận trình từng tháng âm lịch cho quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Giáp Thìn 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, quý cô tuổi Đinh Tỵ được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên đán, vui xuân cùng gia đình, nhiệt huyết của những người tuổi Đinh Tỵ tương đối cao trong tháng này. Bất kể đối với quý cô làm gì trong cuộc sống, đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê, nên mọi việc thường dễ dàng hơn. Vận trình tài lộc tương đối lạc quan, sẽ chi tiêu nhiều nhưng cũng gặp may mắn về tiền bạc, quý cô luôn thấy thoải mái và vui vẻ trong tháng này. Tháng này là tháng đầu năm mới, quý cô khó tránh khỏi được những cuộc vui ăn nhậu với bạn bè, người thân. Quý cô nên chú ý hơn về chế độ ăn uống để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe ngay từ tháng đầu năm do hung tinh gây ra. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Bước sang tháng 2 âm lịch, quý cô tuổi Đinh Tỵ gặp nhiều áp lực, dù làm việc chăm chỉ nhưng kết quả lại không mấy lạc quan, nguồn thu nhập cũng không tương xứng. Tuy nhiên, quý cô đừng vì thế mà bỏ cuộc hay trốn tránh, hãy xem tháng này là tháng thử thách bản thân, nếu vượt qua được, thời sắp tới quý cô sẽ có được những phần thưởng xứng đáng. Sức khỏe không tốt, chú ý bệnh tật dễ phát sinh, cẩn thận bệnh liên quan đến thiếu máu. Vận trình tháng 3 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Bước sang tháng Mậu Thìn, quý cô tuổi Đinh Tỵ khởi động công việc trong thời điểm này rất tốt như làm ăn kinh doanh online, buôn bán hay hoạt động công ty, đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản đều gặp nhiều thuận lợi. Về tình cảm, quý cô bắt đầu mở rộng các mối quan hệ của mình và được nhiều sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Về tiền bạc, công việc trong tháng này khá thuận lợi, quý cô sẽ gặp nhiều vận may đưa tới về tiền bạc, có thể sẽ bội thu về tài lộc trong tháng này. Về phương diện công việc làm ăn, quý cô thấy mình tràn đầy năng lượng để thực thi những dự định và kế hoạch đề ra. Song hành với đó là sự giúp đỡ của mọi người dành cho quý cô. Về sức khỏe, tốt nhưng cũng nên hài hòa giữa giải trí và công việc để cuộc sống đón nhiều điều tốt đẹp hơn, không nên chỉ tập trung hoàn toàn vào công việc làm ăn. Tháng này công việc của quý cô phải đi lại nhiều, cần chú ý cẩn thận dễ gặp tai nạn. Vận trình tháng 4 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Tháng 4 âm lịch, quý cô tuổi Đinh Tỵ, công việc cũng khá thuận lợi, gặp nhiều may mắn đưa tới, cũng như được quý nhân giúp sức. Về tình cảm, các mối quan hệ của quý cô đều tốt, nhưng cần chú ý quan tâm gia đình nhiều hơn. Về tiền bạc, tháng này công việc nhiều người sẽ gặt hái được kinh tế cho gia đình. Về phương diện công việc làm ăn, công việc nhiều nếu không sắp xếp hợp lý quý cô sẽ gặp áp lực, hãy cân bằng giữa cuộc sống và công việc hiện tại. Về sức khỏe, quý cô tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận đi lại nhiều. Vận trình tháng 5 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Với quý cô tuổi Đinh Tỵ bước sang tháng 5 âm lịch, có vận trình tương đối thăng trầm, nhất là về sự nghiệp, nên chuẩn bị từ nhiều góc độ và lên kế hoạch cẩn thận khi giải quyết công việc, không nên tiến hành các việc lớn lao rất dễ thất bại. Công việc kinh doanh buôn bán chậm chạp, từ đó cũng ảnh hưởng đến nguồn thu tài lộc không tốt, quý cô cần chú ý xung quanh có người ganh ghét, nên đề phòng để tránh điều thị phi. Về tình cảm, quý cô được quý nhân giúp đỡ, nhưng cũng sẽ có không ít người ganh ghét. Quý cô nên âm thầm làm mọi việc để tránh thị phi không đáng có. Vận trình tháng 6 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Quý cô tuổi Đinh Tỵ có vận trình tháng 6 âm lịch tương đối tốt lành, hãy mạnh dạn làm những công việc của mình đang muốn làm, vận may lớn sẽ đến. Về tình cảm, quý cô được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống nhưng hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn, đừng để công việc bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình. Về tiền bạc, làm ăn, công việc tháng này rất thuận lợi. Quý cô hãy tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất. Về phương diện công việc làm ăn, quý cô được đối tác, đồng nghiệp đánh giá cao vì sự nhiệt tình và chăm chỉ của mình.
quý cô hãy giao tiếp với mọi người nhiều hơn để nhận được nhiều sự hỗ trợ công việc nhất từ những người xung quanh. Về sức khỏe, quý cô tháng này sức khỏe tốt, chỉ chú ý là đi lại cần cẩn thận tránh gặp tai nạn khi sử dụng các vật sắc nhọn, gây xây sát nhỏ không đáng có. Vận trình tháng 7 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Đây là tháng cô hồn nên công việc của quý cô sẽ bị chững lại, nhưng quý cô lại có tin vui từ phía gia đình đem đến. Về tình cảm, quý cô được các thành viên trong gia đình quan tâm nhiều hơn. Tâm trạng quý cô cảm thấy thoải mái hơn trong tháng này. Về tiền bạc, tháng này sẽ có đôi phần khó khăn với tài chính của quý cô, nhưng lại có tin vui từ gia đình đưa tới. Về phương diện công việc làm ăn, tháng này là tháng mà theo quan niệm của người Việt thì mọi việc đều chậm và không nên triển khai mạnh trong tháng này. Bởi vậy về công việc của quý cô sẽ ít hơn. Về sức khỏe, tháng này sức khỏe của quý cô tốt, tinh thần thoải mái. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý cô tuổi Đinh Tỵ có vận trình khởi sắc đáng kể, quý cô cần tập trung để phát triển nghề nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Với những thử thách trong công việc được cấp trên giao phó, quý cô đã thể hiện rất tốt cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm trong xử lý công việc. Cấp trên đã mở ra nhiều cơ hội để cho quý cô có thể gia tăng thêm thu nhập cho mình. Tài lộc có nhiều điểm sáng, thân tài tọa mệnh, nhiều người có thể kiếm được một khoản tiền lớn trong tháng này. Tuy nhiên, mặc dù tài lộc tháng này tương đối tốt, nhưng quý cô cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày, nếu không cũng rất dễ hao tài. Về tình cảm, quý cô sẽ nhận được sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè xung quanh. Về sức khỏe, thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh về đường ruột, dạ dày. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Với quý cô tuổi Đinh Tỵ trong tháng này đang có điềm báo, công việc tạo cho quý cô nhiều áp lực, khối lượng công việc tăng cao, đồng thời phải dành nhiều thời gian hơn để giải quyết công việc. Điều này làm cho quý cô có cảm giác khó chịu, quý cô hãy tập trung phát triển bản thân nhiều hơn để mọi khó khăn chỉ là chuyện nhỏ. Về tình cảm, quý cô sẽ có nhiều tranh luận từ đồng nghiệp, gia đình. Quý cô nên nhẫn nhịn và quan tâm tới mọi người xung quanh nhiều hơn để tạo thiện cảm, từ đó gia tăng sức ảnh hưởng của bản thân. Về tiền bạc, quý cô tháng này sẽ không tốt về tài chính, mọi dự định đầu tư kinh doanh, đầu tư tài chính, quý cô nên cẩn trọng tránh đầu tư không thu lại kết quả như mong đợi. Về phương diện công việc làm ăn, quý cô bận rộn với công việc hiện tại nhưng không được như ý muốn. Quý cô nên tạo cho mình tính kiên trì và thực hiện kế hoạch, mục tiêu đề ra một cách bài bản hơn. Về sức khỏe, đôi lúc quý cô sẽ cảm thấy stress nhiều, bởi vậy hãy rèn luyện tâm trí mạnh mẽ hơn và nên tham gia hoạt động thể thao nào đó để nâng cao sức khỏe. Vận trình tháng 10 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Vận trình công việc của quý cô tuổi Đinh Tỵ trong tháng này khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn đưa tới, cũng như được quý nhân giúp sức. Về tình cảm, các mối quan hệ của quý cô đều tốt, thông qua giao tiếp hàng ngày, quý cô có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm gia đình. Người đang còn độc thân, có cơ hội gặp được một nửa của mình, đào hoa khởi vượng, quý cô cũng nên biết nắm bắt cơ hội để thoát kiếp độc thân. Về tiền bạc, tháng này công việc nhiều quý cô sẽ gặt hái được nhiều tài lộc. Những người kinh doanh, buôn bán trong tháng này cũng rất thuận lợi, dù có vất vả đôi chút, nhưng lợi nhuận thu về không ít, khiến cho hầu bao không ngừng đầy lên. Về phương diện công việc làm ăn, công việc nhiều nếu không sắp xếp hợp lý bạn sẽ gặp áp lực. Quý cô hãy cân bằng giữa cuộc sống và công việc hiện tại. Về sức khỏe, thì quý cô tháng này sức khỏe tốt, nhưng chú ý cẩn thận đi lại nhiều dễ gặp tai nạn. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Tháng này quý cô đang gặp hung tinh ngáng trở, lại bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm, quý cô cảm thấy mệt mỏi vì công việc và cuộc sống không được như ý. Cuộc sống luôn có nhiều biến động và lúc này không tốt, nhưng không phải tất cả đều không tốt. Quý cô nên bỏ qua những lời nói không mấy thiện cảm từ người xung quanh để cho tâm hồn mình được thư thái hơn, hãy suy nghĩ tích cực và cho bản thân nhiều cơ hội rồi vận may sẽ tới. Ngoài ra trong tháng này cũng không thích hợp cho đầu tư tài chính, chứng khoán hay chung vốn làm ăn, mức độ rủi ro rất cao, quý cô nên tỉnh táo để tránh sự dụ dỗ của người khác. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Bước sang tháng mới được tam hợp che chở,
quý cô tuổi Đinh Tỵ trông tràn đầy năng lượng để thực thi những dự định và kế hoạch đề ra, song hành với đó là sự giúp đỡ của mọi người. Quý cô tuổi Đinh Tỵ trong tháng công việc phát triển rất tốt như làm ăn kinh doanh online, buôn bán hay hoạt động công ty, đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản đều gặp nhiều thuận lợi. Các hạng mục đầu tư cũng cho thu được kết quả khả quan. Về tình cảm, quý cô bắt đầu mở rộng các mối quan hệ của mình và được nhiều sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Về tài lộc, thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, quý cô sẽ gặp nhiều may mắn trong tháng này, có nhiều vận may đưa tới về tiền bạc. Quý cô sẽ có một tháng bội thu về tài lộc. Về sức khỏe tốt, nhưng quý cô cũng nên hài hòa giữa giải trí và công việc để cuộc sống đón nhiều điều tốt đẹp hơn, không nên chỉ tập trung hoàn toàn vào công việc làm ăn. Tháng này công việc quý cô phải đi lại nhiều, cần chú ý cẩn thận dễ gặp tai nạn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.